Cách đây khoảng 20 năm thì Hải và một người bạn nữa đó là Thiên Trường, hai anh em gặp nhau đi hát, rồi bắt đầu đi hát rất là nhiều tỉnh. Trước khi là Thiên Trường thì Hải là hai anh em đã hát 3 năm với nhau, đi hát chạy show khắp các hội chợ, khắp các tỉnh. Về Đồng Tháp cũng rất là nhiều, Sa Đéc cũng nhiều luôn, mà hồi đó còn nhỏ lắm, còn trẻ lắm, hát ca sĩ trẻ. Sau đó về Sài Gòn bắt đầu gặp nhau, cùng nhau lập lên một cái nhóm nhạc hai người, đó là Thiên Trường Thị Hải. Thì cách đây 20 năm, cái bài album đầu tiên của Thiên Trường Thị Hải mà mọi người tới bây giờ mà mọi người vẫn còn nhớ, mà mỗi lần Hải đi hát còn yêu cầu rất là nhiều, đó là bài Ngã Ba Tình. Thì ngày hôm nay thôi để gặp gỡ anh em, giao lưu tất cả mọi người ở đây, Hải xin phép gửi tới bài hát đã làm lên tên tuổi Thiên Trường Thị Hải cách đây hai mấy năm, đó là bài Ngã Ba Tình. Xin em ủng hộ nha. Cũng lâu lắm không cầm micro, bị Covid quá. Nguyên năm nay không cầm micro, bữa nay mới được cầm ha. Cho nhà chữa tay khí thế anh em ơi. Ok. Quay lên sân khấu thì mình không ra. Có anh em nào chuẩn bị tinh thần sẵn sàng lên sân khấu với Hải không? Anh ha, em trước ha. Em mở hàng là sung lắm đúng không? Sung là lên, mở điện thoại vô thôi liền. Lê xe hồi kia ông sang mặt mai không quay về. Hey! Và bao lâu nhớ sự kiện hát sống không bao giờ quên. Trong đời nhiều ngàn trái cũng như số kỷ niệm xưa ngày ấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.